tế đem mạ lại nè các bạn. Ồ, quá đẹp luôn. Đó. Cũng dắt giả lắm nè các bạn, thấy không, đâu có dễ đâu. Thôi, thấy các bạn. Mưa luôn các bạn ơi. Cái ảnh đang đem mạ ra các bạn. Đem mạ để sẵn rồi bắt đầu mình cấy ha. Đây cái sẵn mình quay vòng vòng những cái cây lúa cho các bạn xem. Đây cái phản này là 1 tấc 4 ha. Phản này là 1 tấc 4 nè các bạn, còn cái phản chiều dọc này là 3 tấc ha, 3 tấc. Đây mình quay cái hướng này cho nó dễ xem, đó 3 tấc. Mới cấy hôm nay luôn nha các bạn ơi. Cánh đồng ở đây là cánh đồng của Dinh Thuận Lợi ha, ngay Dinh Thuận Lợi luôn. Hai máy đang cấy các bạn. Đang làm mà trời cũng đang mưa luôn các bạn ơi. Đây ngoài này một cây đã cấy nè. Trời đang mưa luôn. Mình cấy vậy là ai mướn thì mình cứ một công gì mình ăn 650 ha anh. Mạ luôn là 650 nha các bạn. Công tầm lớn đó, thì ở đây mình xài công tầm lớn không mà các bạn ơi, thì kia mạ với ảnh sức máy mình ra cấy luôn thì 650 đó. Thì chú ruộng thì cứ phá đất này kia bằng thì tới ngày mình đem lại cấy thôi. Mạ thì gieo 12 ngày nha các bạn, 12 ngày rồi mình ra cấy á. Rồi cánh đồng ở đây là ở Dinh Thuận Lợi nha, mà anh chủ máy này cũng ở Dinh Thuận Lợi luôn nha các bạn. Ai có nhu cầu thì liên hệ với ảnh ha. Rồi mình quay ba người tiếp tế luôn các bạn ơi. Ba người tiếp tế đem mạ lại nè các bạn. Ồ, quá đẹp luôn. Đó. Cũng dắt giả lắm nè các bạn, thấy không, đâu có dễ đâu. Rồi. Xe lộn vậy cái mình lại đây cái mình truyền ra các bạn ơi. Họ đang làm cái ống mưa rồi. Uổng quá. Nói vậy đó rồi ôm mạ là chắc lên các bạn. Rồi hết rồi, giờ về lấy tiếp tế tiếp nữa. Rồi.
Rồi bây giờ mới chuyển về lấy thêm các bạn. Rồi ở đây thì hai ảnh cứ chạy tiếp thôi. Thối hù luôn các bạn ơi, trời chuyển mưa rồi. Rồi tiếp tục chạy. Kẹt rồi, kẹt rồi. Wow. Rồi, chạy kìa các bạn. Qua wow, cái bạn nó lừa hết ta, lừa qua lừa lại rồi. Quá chi. Trời ông chuyển mưa cái tối hù luôn. Đây nè các bạn ha. Cái khoảng này là 3 tắc các bạn. Còn cái khoảng này là 1.4. Wow, trời gầm luôn. Nó lừa chạy qua chạy lại các bạn ha. Ủa, trời mưa đó các bạn, quá tài luôn. Đây mấy cái hàng các bạn ơi, mấy cái lúa nha. Đó, giờ trời đang mưa mà mấy vẫn cấy luôn nè các bạn. Nó bình thường thôi ha. Cái này là xả thì ốc sáng nó mưa này là bỏ luôn các bạn ơi. Quá trời cái đám mưa lớn. Cái máy đang cháy luôn. Rồi hiện tại cánh đồng này là ở Vinh Thuận Lợi nha các bạn. Ở chợ Vinh Thuận Lợi mình nè các bạn ơi, mới cháy vụ này vụ đầu tiên luôn. Đây trời đang mưa luôn. Hai anh vẫn đang cháy luôn nè các bạn. Ở trời cái đám mưa. Không tiếc gì. Mới cấy được bao nhiêu rồi nè các bạn. Cái khoảng này là 3 tắc đó các bạn ơi. Nãy mình cũng có nghe ảnh chia sẻ. Còn cái khoảng cắt lúa là nó 1.4 các bạn. Còn giá thành giống của bên chủ máy cấy này là giá 650 nha. Chủ ruộng mình thì muốn thẳng là 650 đó các bạn một công. Cái máy này là ở địa phương cũng là Vinh Thuận Lợi luôn nha các bạn. Hiện tại đang cái này là cũng ở Vinh Thuận Lợi luôn. Rồi các bạn mọi người cùng xem ha. Các bạn ơi. Rồi sẵn mình bây giờ ông trời ông đang giảm mưa. Thôi thấy vậy mình quay lại cái cảnh cho các bạn xem ha. Sẵn dịp vậy để mình thưởng thức được mình biết luôn nè các bạn ha. Mình biết cái là trong khi mình cấy xong rồi mà trời ông đang mưa. Mà ông mưa một đám thiệt tình là lớn luôn các bạn ơi. Coi nè.
Đây các bạn xem, hồi nãy là mình cấy là lúa còn thấy đất ha, bây giờ ông tám đám mưa cái, bây giờ các bạn coi nè, lúc hết trơn luôn. Đây các bạn, sẵn mình thưởng thức mình dòm là giống như là mình xem là mưa cỡ nào, mưa lúa nó cũng vẫn bình thường đó các bạn ha. Đây cũng như là lúa mình đã xạ lên lâu vậy thôi, đâu có thấy lúa nổi lúa gì đâu nè các bạn. Đây ở đây là hồi nãy còn thấy lúa, giờ sáng nó mưa ngập lúc cho người mấy cái chủng nè các bạn đó, mấy cái chủng bây giờ mình không còn thấy lúa nữa luôn, ngập lúc hết trơn. Nhưng mà thật sự là đâu có thấy lúa nổi lúa gì đâu nè các bạn ha, nó còn cái đọt. À bây giờ sẵn việc vậy là để mình biết luôn ha. Bây giờ nếu như mình bà con nông dân mình nếu mà có cấy lúa như vậy á là mình cũng yên tâm, có cấy xong đi nữa trời không đang mưa cũng không sợ ha, quá ngon luôn. Cái này nó cũng tiện cho nông dân mình lắm nha. Đây bây giờ nó chỉ còn lúa mấy cái gò thôi nè các bạn đó, lúa còn lúa chỉ mấy cái gò thôi, nó mấy cái còn lan cù luôn nè, trời mưa nó chạy vô luôn, nó còn nguyên cái hàng này chưa cấy nè các bạn. Rồi, quá trời ngon luôn đó, vừa cấy xong rồi là chưa xong mà trời nó tán đám mưa này dữ lắm, lớn vậy. Nước là ngập lúc hết luôn đó. Đó còn cái miếng bên đó thì cũng cấy xong rồi, ông tán đám mưa cái linh láng luôn nè các bạn. Rồi mấy cái cục cục này là mấy cái mình để cái nó bị lỗi lỗi xuống không kịp, nó bị kẹt á, giục nó cái đó để nhảy mình dặm lại đó các bạn. Linh láng hết trơn luôn. Đây, các bạn coi nè. Cái đất hồi nãy mình quay còn thấy nước, thấy đất giờ láng luôn. Rồi, vậy thì mình cứ yên tâm thôi. Đây các bạn ha. Mưa gió cái nào cũng không sợ đâu các bạn. Vẫn yên tâm thôi. Nếu mình xem mưa thì mình xạ thì mình sợ ha. Mình xạ thì ông tán đám mưa này cái thì tiêu hết luôn. Cái này thấy yên quá. Vẫn an tâm luôn. Cây lúa vẫn bình thường không sao hết. Đây cái chủng ngập lúc luôn nè, không thấy gì luôn. Quá ngon.